Mô tô tay đòn PMND23 tải trọng kéo là 700 cân trên hai cánh 4 m này, điện áp 24 V này, dùng cho cổng hai cánh này. Bộ đã bao gồm cả áp điện thoại này, bấm mở bất cứ nơi đâu này, bốn tay điều khiển này, có cơ đóng mở bằng tay khi mất điện này. Đây là ba chân của thiết bị wifi này, đây là nguồn cấp nấu nguồn chung với nguồn vào của motor. Nguồn cấp cho thiết bị này là nguồn cấp 220 V nhé. Đây. Đây là sơ qua nối và cài đặt bo mạch của cái đòn này. Đây là sơn hai dây motor. Đây là motor delay này, motor một delay này. Bên nào mình muốn mở một cánh thì mình sẽ để đấu vào chân bên này. Đây là tay nạp tay điều khiển, các bước nạp tay điều khiển và reset tay điều khiển này. Mình giữ nút này, giữ nút nó có 4 nút thì nút dưới cùng nó sẽ là cái nút để đạp và xóa tay điều khiển. Mình giữ một khoảng độ 10 giây. Có một hồi chuông ca kéo dài thì nó đã xóa hết tay điều khiển này, tay điều khiển nó không bấm được rồi. Đấy. Mình muốn nạp thì mình sẽ bấm một cái đèn tắt. Bấm nút tay điều khiển. Chọn số 1 là đã được nạp được một tay. Các tay còn lại mình làm các nút tương tự. Đang bo mạch có nhận 5 tay điều khiển này. Mình muốn cài đặt setup cổng chỉnh lực và chỉnh tốc độ thì mình bấm giữ vào nút giữa. Nút giữa nó hiện lên P0. Tìm đến P5. P5. Giảm nó đi. Tăng hoặc giảm cho mình. 7 và 8. 7 và 8 nó là delay của cổng, nếu cổng nhà mình có hèm thì mình sẽ để delay. Tắt đi thì mình sẽ bấm dưới để tắt. Đấy, bấm nút trên tay điều khiển. Bấm một lần nữa là nó sẽ dừng này. Bấm lần tiếp theo đảo chiều này. Mình phải nạp tay điều khiển vào đây thì mình mới bấm được cổng nhà mình nhé. Đấy, như cái tay bên cạnh đây mình chưa nạp tay điều khiển thì mình không bấm được cái này. Đấy, bấm như thế nó không nhận này. Các bước nạp tay điều khiển, còn đây là các bước nạp điện thoại, đây là cái bộ kit của nó này, bấm giữ khoảng 7-10 giây thì ta bỏ tay ra, thì ta vào smart line trên điện thoại này, smart line này ta đăng ký và đăng nhập vào, bấm thêm thiết bị. Rồi ta bắt wifi. Wifi thì nhập mật khẩu wifi vào thì sẽ bấm được cổng nhà mình. Đây là chức năng đóng mở của điện thoại. Một máy có thể cài cho hai cái thiết bị motor được. Và một máy cũng có thể chia sẻ nhiều tài khoản để dùng đóng mở thiết bị motor được. Đây là phần đấu nối bằng điện thoại, đóng mở cổng điện thoại này. Đây mình cài một thiết bị luôn cho hai một điện thoại cho hai cổng, sau sẽ tách rời sau từ nhà một.
Đây là bộ tay đòn PMNRU23, tải trọng kéo là 700 cân trên hai cánh, điện áp 24V, an toàn và bền bỉ với mạch. Motor trục xoắn, dung dung cổng mở hai cánh. Hai bộ mình chuẩn bị test này mà gửi đi cho khách hàng. Đây là khóa cơ đóng mở khi mất điện này. Tách ly hợp. Đây là mạch và nguồn, nguồn là đổi về 24V. Qua nguồn về mạch là 24V này. Tem bảo hành, hàng được bảo hành 2 năm nhá. Hệ thống tay điều khiển này. Thông tin bên mình. Hệ thống app wifi này. App wifi được bảo hành 1 năm. Bên này thế. Mình là Quý, công ty Ngọc Diệp. Vấn đề thì liên hệ với mình qua số điện thoại hotline. Xuất hàng nào. À cái này kết nối được điện thoại không anh? Mấy được cái ở trên điện thoại thì mình kiểm soát được từ xa. Check cam với xong không? Đang nó ngoài đang mở thì mình mở. Mấy được cái ở trên điện thoại thì mình kiểm soát được từ xa. Check cam với xong không? Đang nó ngoài đang mở thì mình mở. Mấy được cái ở trên điện thoại thì mình kiểm soát được từ xa. Check cam với xong không? Đang nó ngoài đang mở thì mình mở.